Ok, và hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Vinh TV nha. Tại là mình Vinh TV đây, thì hôm nay mình sẽ là tiếp tục làm clip và blog post nha mọi người. Hiện tại mức motor của mình đang là 4,6. Mấy bữa giờ mình săn mà không tốt, qua mình săn cùng lúc luôn nhưng mà mình không có quay với mọi người. Và hôm nay mình sẽ, mình vừa săn mình sẽ nói về cái cách thức tham gia giải VIP của mình nha. Ngày mai mình sẽ chính thức tổ chức nha mọi người. Đấy, cách thức để coi là cách thức tham gia là các bạn nào có mức bounty là trên 2M5 á thì sẽ được tham gia nha mọi người. Còn nếu rồi nếu như mà số lượng người tham gia là 5 bạn nha mọi người, rồi, rồi đó rồi gì nữa ta, địa điểm á, là ở đấu trường của C1 nha mọi người. Đấy, nên là bạn nào gửi là mời cho mình trước thì mình sẽ ở cuối này dùng chất phân tách anh em à, dùng chất phân tách kia anh em, cuối này dùng chất phân tách anh em à, là dùng chất phân tách gì trời. Trời, mình mới hút lại nó dùng chết một phút thì sao ấy. Rồi chết rồi. Ủa bạn Linh ơi, khoan từ từ, Mokoshi đúng không? Đúng rồi, bạn đã chiên được chết một. Ôi what the fuck. Ơi 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 ơi, tàu Silver này đông quá các bạn ơi, Silver này đông đấy nào, có cứu thỏ với bốn luôn luôn mà. Xin mời này quá là đông luôn. Cái này tôi chịu, ồ đông quá anh em ạ. Nói chung là cách thức tham gia của mình khá là dễ, chỉ cần các bạn có mức bounty là 2M5 và chỉ cần kết gửi là mời cho mình sớm nhất thôi nha là ok. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần 3 bảng thôi nên là sắp hết slot rồi, nên là bạn nào muốn tham gia thì tham gia lẹ nha. Đấy, mình chỉ còn có 3 bảng thôi nha. Mình sợ mình bị tụt bao tiêu quá đi mà. Trong server nó đông dã man luôn. Có cứu V4 thỏ nữa kìa. Mình không dám ra luôn á mọi người. Thường thường mình cứ đi bắt lẻ như thế này thôi. Ôi, thằng vô phước dùm băng. Đúng hồn cho nội. Ôi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi, chịt bóng. Ê, 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 ôi, ôi vô. Có thằng nào dưới đây, thằng cầm băng hồi nãy hả? Nó dùng chất phân tách luôn, dùng chất phân tách luôn, tại sao mà bắt trước tao dùng chất phân tách bốn bạn bắt trước không. Ồ biết đâu không che lúc lại nó xê vô mặt mình cái cuối rồi. Ô dính kìa thật chứ ơi. Ôi no 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 là gì. Ôi chạy ra để cứu cà phê các bạn, đông quá. Mà không kịp nhìn thấy cái gì luôn ấy. Mà cứ đọc thở nữa kìa. Đông cái gì phim. Đứng lại mô tô này. Ôi, chết rồi. Chết rồi, ồ, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đừng, 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 đừng. Chết rồi, anh em ơi. Nhưng mà hơi đông. Mà cứu vào cổ chuối tới mình nè. Nó, no, đừng có lượt tao. Tao có biết gì đâu. Ok mình sẽ. Ôi cuối này cũng dùng cái phân tách hả? Đậu sao? Quay, tao không tao dùng cái phân tách luôn cứ. Tách nó làm gì? Xin mời là đông quá. Chờ có khứa 5M đó kìa. Hôm nay mình là lộn vậy. Ôi cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi nha mà. Chết rồi. Như này. Kìa thanh niên tập thở nữa. Nhưng thanh niên biết mình dùng chất phân tách là không có chơi kiếm thôi sao á. Rồi nhưng mà thanh niên biết mình chơi chất phân tách rồi không có chơi kiếm nữa, nó muốn gây tầm bỏ các cơ ngơi rồi mình. Ôi rồi xin mời đông quá, nãy giờ không bắt lẻ được thằng nào hết trơn. Chủ Sobita hụt chịu rồi. Ừ mình sẽ bay như thế này có rình 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 rình. Ơi hai thằng này chưa tiêm chết rồi, hai hai thứ này chưa tiêm các bạn à.
hoa cưới này cho tim rồi. Còn lại dùng cái phong cách là thằng dùng bottle đâu. Ôi chết rồi. Thật cổ biến với bốn anh em ơi. Oh my god. Có thằng hỏi ông gì kìa. Mình sẽ lấy hai bạn fan của mình ra VB. Hai bạn may mắn đó chính là bạn Vokoshi và bạn Tốn Khang. Và bạn Tốn Khang Rockfoot nha mọi người. Đấy mình sẽ lựa hai bạn fan còn ba slot nữa cho ba bạn may mắn ha. Các bạn nhớ gửi lời mời sớm nhất cho mình nha. Mình sẽ lấy ba bạn may mắn mà các bạn nhớ là cái mức bounty của các bạn nó trên 25 nha. Hoặc là 25 cũng được. Ok. Silver này. Team. Tụi này hình như tụi nó chơi phim á. Để coi có trái gì bán không nào. Vậy là chế băng sale hơi nhiều nên là có nhiều đứa dùng băng lắm các bạn ơi. Nó đang chat nhau gì vậy? Nó đang chat nhau. Giờ mình lại mình hút một băng cái là nó coi như tụi nó lấy nhẹ bao tí mình luôn các bạn. Thôi mình đỡ silver cho nó an phận. Ok, giờ mình sẽ đổ siêu và mình săn lên 417 nha mọi người. Trong này có hai thằng 3M. Nó coi mình săn thêm 6 người nữa. Ủa gì hai thằng kia nó cho mình 3 lần, 3 trên 3 bao ti là ngon rồi. Có thằng này đây. Mở tắt VB à. Oh my god, 29 mở đây vậy. Ồ mà chuối 29M. Hai đang nàng vít. Ok. Hai vàng không đang làm vít. Từ đó mình mời gái vô mình sợ bạn ấy kêu mình lắm mọi người, 29M luôn mà. Như bạn ấy dịch chuyển đi đâu rồi. Mình này có hai thằng nè. Sẽ quay lực nhẹ cái đầu lên đó. Một thằng dùng. Một thằng đang yếu các bạn ơi. Ngon rồi, một thằng đang yếu. Đứng lại xem nào. Ơi sao mình em nó học vậy ta, nó đừng cháy lửa kìa nè kìa. Trời tội niên quá, từ 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 cứ lại mình hút nhẹ cái đầu nó luôn. Một thằng nhưng mà sao không có phần thưởng nhờ, nhiều khi mình úp kế cái đó các bạn ơi, nó lại không có phần thưởng. Rồi nó biết mặt quỷ vậy nè. Tập quỷ thì sao mày chơi điểm kiếm gì vậy, tao đâu có chơi điểm kiếm mà tao lo. Ờ dính chúng con quái đi mù. Nhường 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 một thằng nữa lại đây mời, chạy đâu mời, chạy đâu mời, chạy đâu em ơi, 8k9 bao tiên một thằng. No 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 no. Mày có bị nhường không? Ủa đi ở đâu rồi? Ôi từ từ xin đi đi xin. Thằng ơi kia đi ngờ. Ngờ luôn. Không đi được không? Hết thì easy nữa. 29 mà ở đây tôi. Ở đây tôi đi mò. Mình ấy không có chịu ở đây các bạn ơi. Thì mình đang có ra đúng rồi. Ờ
Thôi đừng ăn luôn nha bạn. Tôi biết gì đâu á. Ok. Bạn ấy ở đây tôi rồi. Nên là bây giờ cái thằng này. Kìa, mày tắt cái bê rào đấy. Nãy tao nhớ tao đâu có kêu được mày đâu. Tao nhớ tao đâu có kêu được mày đâu chị. Này này đây, hết kìa. Hết rồi. Hết rồi. Đúng rồi, hết rồi nhưng mà mày đường hồng mày phone đưa cái con nó hát các bạn ơi, chạy chạy nhanh lắm luôn ấy, nó hát các bạn à, hát chạy nhanh đó, hồi nãy tính lại nó thôi đúng rồi, nó tính lại nó ăn mình đậu xanh mày, cho xin kêu cho xin kêu chinh nhẹ 3/3. Đậu xanh xanh có thể người hoại cay lắm mà đó. Ok kìa nó đây đây. Ơi no 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 đây vậy. No, what the fuck đi. What the fuck đi cho bạn cắt lén tôi vậy. Mày thích cắt lén không? Ok. Cắt lén ở đây. Hôm nay nó lấy là thiên thần đúng không? Người ta biến mấy người máy rồi nè. Chết rồi. Ồ, anh Niên cũng được phết nha. Nhanh đấy. Sao mình hút vài nữa? Không chút được anh Niên. Chờ mẹ còn bị delay nữa kìa. Con chim không ra kìa. Cố tung. Cái băng này nó cứ manh manh, nó cứ mê cơ hội, nó cắn tôi các bạn à. Niên bị ăn như đó đòn rồi còn chưa sợ nữa hả? Ui bay xa vậy. Đứng lại cho bạn chạy, đánh tôi xong chạy hả? Trời ơi, phục nghe. Phục vừa nghe, phục vừa nghe. Thằng nào cầm cây kiếm chiếm gì mày? Chết rồi, hết 24 rồi anh em ơi. Liên tập cái lửa rồi nữa. Trời ơi, khứa này nó cứ chơi nó đánh đâu nhỉ? Khứa băng đi, mình cũng đang mê mê cơ hội rồi. Cái này tính mê mê cơ hội rồi. Mấy thằng này tôi lo cho, bạn sửa kia đây. Ơi, ơi, ô, chết rồi, chết rồi. No, 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 no. Kìa, no, no, no. No, 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 no. Mày thắt gì vậy em? Xin nhẹ cái tuổi. No, no, còn có xíu máu nó mới đẩy được sau cái tay bên kia. Có lẽ biết quỷ tận. Ok, kêu tôi là bạn ơi. Con mới chín rồi. Được phết nhà, ôi. Bữa này không phải dễ chơi đâu các bạn ơi, nó 2m6 mà trình nó lại là 5m. Nãy giờ săn trẻ được nhiêu mấy nhiêu săn mà toàn là bị dính cái. Tao biết ngay mà sẽ giỏng bật VB mà. Yeah, 2/3. Nó phải nghi hoài các bạn ơi mình. Quay. Quay 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 Dạ. hai thằng luôn cũng luôn, oh my god, hai thằng luôn các bạn, ngon ngon quá, ngon 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 rồi các bạn ơi.
ngon luôn các bạn ơi, một lúc hai thằng, chỉ có thể là tôi thôi, còn thằng với băng này nữa mày, tại giờ tới số thứ tư gì có chuẩn bị tốt số à, còn tóc biến ngon quá. Gì vậy? Quạt quạt Yeah. còn hai nhân này nữa. Yeah, 11 cây bông ti nữa, ngon quá các bạn. Một nhiều xưa. Nãy giờ không biết săn được nhiêu người nữa. Yes, một thằng nữa. Ngon rồi, ngon rồi. Ôi, thằng này nó đi bay. Rồi. Xin nghe một kêu. No, honey. No. Muốn lạc thế nào, nó có cho chạy như vậy. Kìa, chết đâu không vui. No. Trời ơi. Trời ơi, bay màu rồi. Bay xíu nhờ. Ủa con sang lấy giờ bay vào 25 26 luôn. Ủa. Khó kiếp. Khỏi kìa nghe. Ủa nhưng mà sao có thể nghi hoài của ta. Ôi thôi có thể nghi hoài các bạn ơi. Khó chịu thật sự luôn á. Xăng mà cứ gặp cái cảnh hoài. Xăng có thể nghi nghi. Trời ơi dính bảy lên đi rồi. Mấy thanh niên này chơi cứ kìa. Ôi biết học tiếng Anh rồi. Chết tôi rồi. Chết tôi các bạn ơi. Chết tôi, chết tôi, chết tôi, chết rồi. Giờ, ủa sao mẹ kia xin vợ. No, yeah, no, nhá. Yeah. No, chơi, chơi. Mình chơi, mình chơi với bốn tinh thần như thế, ai chơi. Từ nha, từ nha. Rồi, no. Ôi, yeah, no. Rồi, tao mất quá nhiều rồi. Từ, 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 các bạn ơi. Ồ, bạn đã băng game hả? Gì gì ba? Giờ mình không dám quen hơn, giờ mình không dám đánh nữa luôn, mình sợ biết hồng lắm. Giờ các bạn mới làm cách nào? Ồ, gì chuyện ba? Trời ơi. Ôi. No, please, 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 no kill me. Ok. No. No. Cứu tôi. Cứu tôi cho bạn ơi. Cứu này được dao quá. Cứu tôi, cứu này nó được dao quá. Cứu tôi các bạn. Hết rồi 4 chưa, hết rồi 4 chưa. Còn hết 14 rồi. Rồi, hết 14 rồi chứ gì. Ủa, lại cái ít, lại cái ít, lại cái ít, lại cái ít, lại cái ít. Ây, chết rồi. Kim được, kim được, kim được. Chết rồi, gì vậy? Ôi, gì vậy? No. No. Oh my gosh. Trời ơi. Cậu xanh. Cày thế các bạn ơi. Chỉ xin vờ nha mọi người.
Hay thế nhờ, sáng mấy giờ mình tụt lại rồi. mình không nhá. Ăn ô chín kìa, chín kìa, chín kìa, ngon 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 Ăn cái gì? mặt khó còn hút lại rồi tự bay tới. Ôi ô kìa, sao cứ mẹ nó như hoài đi cay đi thật sự các bạn Có bao nhiêu không? à, đó mà cay quá các bạn ơi, chơi mà cứ mẹ nó như hoài gì vậy. Thì chứ tôi cay lắm luôn. Kìa, xíu máu nữa, đừng chạy bạn ơi, đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy. Đó, đừng chạy. Đừng có ở đó mà chạy. Chạy không có ích gì đâu, đứng lại đi. Chạy không có ích gì đâu, đứng lại đi. Cay thiệt sự các bạn ơi. Cái server là không biết còn ai để mình săn không, nếu mình săn cứu cái xung nghe thì bị mẹ thấy nguyên mất tiêu rồi. Một thằng nữa nè, ngon nó có bị mẹ thấy nghi rồi. Yes, nãy giờ mình bị mất hơi nhiều các bạn, nhưng là còn 5 người nữa rồi. You won, yes, tôi còn kill của bạn nè. Lưng rồi ta còn ai đó. Hello. Ai vậy? Bữa nay dùng chém 31 hả anh em? Silver còn không có ai săn nữa chứ. Bình thường mình toàn đi bắt lẻ không các bạn thôi chứ. Uổng công săn lấy giờ một lúc hai thằng, nãy một lúc hai thằng luôn mà giờ bị tụt nước rồi. Đi ngoài 2m5 mà không có tin tưởng cho lắm. Bữa hàng 150 chị em, thế thì mình ra bú thôi. Ủa, thanh niên đó ao sao ấy? Nhưng thanh niên đó ao các bạn à. Ok, còn 4 người nữa. Huyền Mon. Thằng này hình như là cũng là bạn fan của mình. Tại mà fan mình đông quá nên là mình phải lựa lựa có hai bạn thôi, đó như là bạn Wokoshi là bạn Linh đấy, bạn Linh đấy. Nãy các bạn thấy mà đúng không? Bạn Wokoshi. Thế là bạn ít ít khen Tuân Khang lắc phút gì đó, mình không nhớ nữa. Mình chỉ nhớ tên bạn ấy là Tuân Khang thôi. Ok nha. Còn 3 slot nữa các bạn là muốn thì danh tay nhá, và mình cũng để cho các bạn fan mà nào để kết bạn với mình cũng được, sẽ được tham gia nhá, nếu các bạn nhắn chủ động nhắn tin cho mình trước nha. Trời, hàng nào dùng chiếc control vậy, hay gì ba như này dùng chiếc. Còn qua đây có hai thằng đang VB nè, nó đang dùng băng. Trời, tụi nó toàn dùng cọc cá các bạn ơi. Mình khó chơi lắm. Mình phước mắc mai V1 này. Ôi, mày lắc, mày lắc, mày lắc. Mình phước mắc mai với một phước dùng băng nữa. LPG với lại Akainu. Ôi, nhưng mà mày bị bugi phá. Mày bị bugi phá rồi cu. Lại đây. Một thằng. Đúng không? Ôi, ôi sao không, hai thằng cùng lúc với tôi vậy? Có chuyện bạn Huyền Môn với bạn Binh Môn cũng quá luôn hả? Ôi, ôi, trời ơi, cứu tôi. Tôi không thấy đường nữa chưa vậy? Còn phải chạy lẹ các bạn. Cái đậu gì phim? Silver nó hội đồng luôn ấy. Mấy thằng chain, cái thằng này đây, thằng bị mắc mê mình sẽ bắt lấy nó trước các bạn ơi.
Đúng lại xem nào. Mày quýnh tao xong mà chạy hả? Ờ, nhưng mà cọc cá rồi, hàng gì mình muốn nó không có được cho đem. Vẫn không có được vô đem này thì là nó bật cọc cá. Trời ơi, tụi nó còn chơi tim nữa, thôi dịp nghỉ. Dịp nghỉ quỷ. Trời ơi, quá trời luôn. Tôi vẫn còn chơi khống chế này. Cứu tôi, thằng ánh sáng với thằng Akenu nó... Ồ. Vậy. Ơi, vậy. Vậy. Tôi là người thay cho bạn. Trời ơi, no, 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 no. No, kill me. No, 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 no. Ta mất quá nhiều rồi, ta không muốn mất thêm nữa đâu. Tự nhiên có tôi vô cái server đông hẳn ghê. Nói tôi nhớ chỉ có một hai thằng thôi mà. Ánh sáng này. Ôi, ôi nó dừng nó bay, nó dừng nó bay. Ôi, nó dừng nó bay các bạn ơi. Bạn mình mong nhá. Dịp nó bay hoài nhá. Mà này, bạn ấy toàn chơi dìm nó bay không các bạn ơi. Ôi, nó có quýnh bạn đâu mà bạn quýnh tôi. Trời đó mình, ôi, trời ơi. Có kéo là bốn nữa kìa. No, 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 đừng có dìm nó bay tôi. Tôi có làm gì đâu mày cứ hay gì với vậy ba. Đừng có gì nghe. Ôi 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 đậu xong cái gì nữa. Cày quá. Còn máy cứu gì đâu không các bạn ơi. Thôi mình ăn silver ha, bạn này cứ áo trong hoài à. Tưởng mất OT luôn rồi chứ. Cay thật sự biết. Khốn kiếp. Nãy giờ xăng uống không xăng. Mình hay xăng vào buổi tối các bạn ơi. Giờ đó không có ai làm phiền mình á. Chứ mình mà quay buổi sáng là auto là có mấy bạn thấy vô silver luôn. Ok. Mắt ơi. Chết rồi. Thanh niên spam kit. No 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 bắn còn hụt nữa kìa. Ôi, anh đi chơi toàn spam kích ôi, mình lắc ô xin. Sao mình ngồi ghế vậy? Ôi, ok. Kì, no, 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 no. Nhìn cứ chơi như thế này tôi chịu luôn đấy. Ôi mày thấy rồi, anh em toàn chơi như thế này thôi. Mấy con quýt thường nó hung dữ lắm các bạn ạ. Dính chữ liền. Ơi. Ok.
Sao tao mày ác nghi vậy trời? Mấy mình làm game cái kiểu gì không biết nữa. Cây sao lá rồi bố này. Thiệt luôn á. Ác mình làm game cái kiểu gì mà cứ có đại gì đâu mà có bạn đang nghi hoài. Lỗ xanh cái chỗ nó còn bị lỗ nữa nè. Admin tạo game như cái gì vậy khó khiếp mệt quá sao mà cứ tỏa ngây hoài vậy đó chứ biết chừng nào mới làm được một cái video hoàn chỉnh như trời. Chợ chó sủa ồn quá các bạn ơi. Clip này mà tụi cứ là dùng sổ clip xong thấy hai cái con mặt ở đâu hay là game đánh lắc gì mọi người. Chắc game lắc quá. Kìa thì tóc biến nhanh rồi. Thì tóc biến nhanh đấy. Em có biến nhanh quá các bạn. Mọi người mới thấy cuối level mắt đâu ở đây đâu mà muốn ăn trái băng rồi. Bỏ xe bít ăn băng. Bỏ xe bít ăn băng á. Thấy quả cái chữ nhớ cuối này là Ken. Mình thấy mua mấy cái cuối này nó tự phế lắm các bạn ơi. Có người ba mà bên hải tặc mà năm bên hải quân. Kiểu có người chọn hải tặc hơn hải quân á. Trời ơi, nãy giờ xong rồi cứ toàn tụt khoảng chán ngắt luôn các bạn ơi. Tôi đang tính là buổi tối luôn chứ. Ôi là chờ xong 4m7 hết cứu nổi. Và bạn Tôn Khang vô game mình nè. Mà mình phải đổi server mới được. Mình sợ mấy bạn ấy làm phiền mình trong lúc vay đi quá. Kiểu vậy nó lỡ như kêu mình. Thôi mình không chịu rồi. Ủa server này đông ngang. Ô sao tóc biến ở ngoài. Ồ có hành đi nữa. Có hành đi chưa sợ qua hay sao các bạn. Ồ đúng rồi có hành đi chưa sợ qua mà. Kìa vì sao ấy nhờ sao nó là kim được nhờ. Ủa kìa sao có mẹ đáng nghe hoài ác mình kỳ quá đi sao mà có toàn mẹ đáng nghe hoài cái gì trời tôi không biết luôn á cái gì mà tôi có làm cái thủy gì đâu mà có bảo mẹ thấy nghi mẹ thấy nghi mà mình không. Đứng lại ngon lắm đứng lại đây đánh người mà luôn ôi nó chạy nhanh ôi tao điên mẹ còn bị giật giật lắc lắc luôn chứ đứng lại cho bạn chạy điên sợ quá phản công nhưng mà phản công được. Kìa đi mạng lắc lắc anh đi đâu rồi ngoài rồi cũng đứng lắc trên đây nữa một thằng nè quên sáng thì thấy gì nó sợ nó chạy rồi chạy xa dữ mà cũng không xa cho lắm nè. Ờ, hình như thấy gì chạy nữa.
Con Ninh BB mà có rén nhỉ. À dạ. Quá chịu khó. Ồ. Cô là đại thu dung hàng một năm. Giờ server này chết, sang được có mỗi có thằng tính ra mình sang được hai mạng luôn á, mà mạng thứ ngươi hoài. Cái của mình ổng có xếp viết cái kiểu nào sao á. Trước đây hình như thằng bạn mình có xài hack. Đúng rồi, hàng gì đó, cứ mạng mình thấy đi hoài do mày hết, thằng bạn khốn kiếp. Tại sao mày lại làm tao như đau đớn như này hả? Bán cho ta cái ạt để dùng hack. Khốn kiếp. Hàng gì ác mình luôn tự luôn kêu mình là mạng thẻ nghi. Tại mình combo thường quá nhanh á, mà mấy thằng khác cũng thường nó thường sờ ba mình chiêu mà quá nhanh là kết thúc đối thủ trong chỉ trong 2 giây, mình kết thúc đối thủ cũng khá nhanh á, nên là thằng bạn khốn kiếp sao mày đã bán cho tao cái này để dùng qua hack hả. Tôi nghĩ là thứ này nó chuẩn bị bộ đồng tu nó quay quanh tôi như thế này nè. Hát 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 gì hát 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 như này nó không giống 25 các bạn ơi. Monit nhá. Kìa sao là không. Cô tôi cũng chịu bạn luôn đấy. Khứa này cũng đang dùng bút đa. Tí đồ dùng kiếm đấu với tôi nhìn. Đâu em sổ tóc. Thôi mày đừng có mà xạo nha. Scammer. Biết ngay mà. Rồi, bạn Khang đây rồi, mình skin bạn ấy đây nè. Bạn ấy skin bạn ấy có khác khác lạ, bạn ấy cũng ăn speed rồi. Rồi, mình vừa vô, bạn ấy gửi là mà làm quên mình luôn. Coconut. Cái gì này? Trời ơi, Silver này. Ô, có thêm bạn này nữa nè. Early to, là từ đây tôi early bạn chưa? Đó, tôi coi thử. Kẹt tôi đúng không? Chơi anime defense không? Ê, mai, mình sẽ kêu bạn á, mai tầm 8 giờ tối. 8 giờ tối tham gia giải nghe. Ủa bạn ô, hình như bạn ấy Silver rồi tìm bottle rồi chơi game Silver này cũng không có nãy xăng còn 4 người nữa này mình bị đâu giờ bà thôi Simon cũng không còn ai để mà xăng luôn BB ở C1. Đúng rồi nha, mà xe tổ chức ở C1 nói cho nó gần chứ ở C2 đi khá là xa. Chắc mình cũng phải A C1 hết quá chứ khi vừa mình tích lùi các bạn. Mình mới 46 mà bạn này đã 2M. Cày nhanh thế, không biết tiền được không. Mình hay giỏi combo battle lắm các bạn ơi. Ồ sao, sao cái C1 này tôi nhìn vô tôi hết hy vọng anh em. À còn tia hy vọng cuối cùng. Ủa nhưng hai cái này là hai thằng
Ủa sao mình nhận được cái gì vậy? Cái gì đang nhảy ghê vậy? Hình như hai thằng đứng chồng vô nhau đúng không? Cái gì phim? Hai thằng đứng chồng vô nhau nè các bạn. Ủa sao làm được hay vậy? Kỳ có thằng nó đang cử động à. Gì ba? Gì ảo gì? Tăng 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 mình sẽ đi dạo dạo vòng quanh để chơi chút xíu. Không biết có ai ra quýnh mình không? Để mình quýnh lại. Mà dùng chế phân tách nhiều người cũng muốn chế chứ một. Nhưng mà mình thấy chế phân tách nó ít cơ động hơn bo tồn. Khối này silver 24 nè. Mới tập thỏ ra 2v1 gì đó. Ồ, bạn khen vậy đó, đang cầm kiếm say mơ nè. Ồ, bạn em mới đổ là skin nước nữa hả? Cái gì mà hai thằng không đứng chung vô dưới vậy bay? Giờ nó hiểu gì hết trơn á. Gì phim, sao bạn mang được hai kiếm phim? Nó say bơ rồi còn cái. Trời đất ơi. Sư vờ này cũng không có ai luôn á trời. Ngoài chán ngắt rồi. Đổi tiếp. Thường thường mình toàn đi chơi bất lẻ mà các bạn ơi, chứ mình không có đi một cách rõ ràng. Bay vô rồi combo. Cái thằng nào vậy ba? Trời, thằng level nghìn. Server cũng không có ai luôn, quá toàn phở. Heo. Heo. Gì mới fan. Nãy giờ tôi đổi không cái chụp cái server đó. Nhưng mà vẫn không đâu nữa. Rồi có cứu triệu hồi đau đen các bạn ơi. Cứu triệu hồi đau đen hả? Nguy lắm có cứu triệu hồi đau đen. Silver này cũng không có ai luôn. Ây da. Dự phim mất kia. Nếu mà nghe tiếng đùng đó là biết là có thằng triệu hồi nó đen rồi. Nghĩ vô coi. Silver đông đông á là thường có mấy người hay BBB lắm đó. Silver nè, 3 năm rồi. Rồi. Ồ, hello Ben, Ben không yêu nhá. Ben không yêu hả? Nghe tên cái gì đọc lạ dưới ta. Vậy. Ôi trời ơi, ngài vừa mắc me không? Mình sẽ đi ra con nữa. Ồ, bạn ấy đi theo mình luôn kìa. Ủa? Mai máy là cũng bị nhẹ. Ồ, mà bạn ấy cũng muốn đi với mình. Ba mười năm mà đổ vẽ tháng sáu được nha. 30 năm mà có bị chín nha thì mon nữa mình có ém tôi ốc đi mình có ém tôi mình có ém tôi nữa mình có ém tôi nữa mà thì ngoan bạn cứ đi theo bạn cứ ám tôi nó xin vào này nó xin vào khác nhiều khi tôi ức chế chả làm được gì mà cứ 3 năm mà chỉ nó mới tập vĩ V1, V2 à V1 á chắc V1 rồi Silver cũng không có ABB luôn thôi ráng đỡ xíu nữa coi thử có ai rồi cuối này hát chắc luôn hát cậu phim nào các bạn thấy nó chạy nhanh như tập thở à đi muốn hát có hát mà rồi gì nhà vô 45 phút thì chờ hát rồi hát rồi
Để nói lúc anh đó là thằng đó đã mất gì biết mà tao ôm thì đi Ôi, phải cái này cái hát sợ. bữa này hát các bạn ơi, biết rồi, nó hát. Cậu tư luôn cũng vậy mà, cậu tư cũng Ô, không con biết khen của ấy và Super này. là nó làm gì giờ Mỏi rồi. đã ghi bẻ bẻ nói Ôi. bẻ khen sư ghi vô trong cái bài vị này của mình bỏ đi trong đó ngày sáng hết là nó được nó nói Mỏi lại cái Sunny này đi. Lúc 30 năm này. ngày ngày cũng phải cứ ngày về nhớ ngày ngày về 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 bố không về mình nhớ chứ không còn phải ghi còn mấy ngày kia về là gì không có nhớ của ông Lúa ba tù bố này khó chơi thì nha. mình cũng phải dạy cho chị của bà ngoại rồi đó là gì không có nhớ thôi chỉ có mẹ mình nhớ là bà ngoại là gì Đâu bố rồi, là cũng gì biết đâu mày rồi, để tao xong nhé mẹ thôi. nó Đứng lại. Kìa, kìa, tao mèo. Tao nói che mày, không có ừ, tại vì ghi ngày khác á tôm đâu. Đậu. Bá to. Thật thà sẽ đánh. Thà sẽ đánh bỏ. Bể cái mỏ mày luôn. để cho nó cũng bằng cơm nên cũng được mà sao cũng có tiền vậy nghe sao cũng có tiền cũng nghe ạ Giờ một bạn nhưng 20, mà một bạn 29 mà. con đưa là con đưa mà bé phải chạy lên Ôi trời ơi. con đưa là cái chuyện con đưa Silver mà có vài người đánh nhau rồi. do mà Thằng 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 đưa sao cũng bé đưa nãy đâu luôn thằng này nó cướp kill của mình. Ba mùa năm kẻ. con nó đưa mà tự vui Bố khiếp ba mùa năm mà kẻ bạn cái nào đấy con đó cái ít. Không xứng đáng. nó mặc mua gì hay về như cái gì hay lại có hơn kia chỗ gì ai có mua gì thì nhẹ nhưng mà nó Trẻ trẻ chỗ đi sửa cái đó rồi nó đây thì bé sư trẻ sư kia đây, à trẻ cho tao cố kiếm sao mày với ai trước hơn với tao hả hả. Tôi biết là trời tốt mà có làm cho nó tốt mịt như thế này không. Bạn 29 rồi, Moss Binmon rồi. Có giết mô tôi nói ba biết năm hay thế nhờ cái thằng ba biết năm đi ra trẻ bao ti cho tao thăm mờ vé à không biết chơi sờ bi không biết thế. Có ba tờ cũng ây da hôm nay làm clip xong bao tiêu mà có lẽ mình phải kết thúc video ở đây à. Ok và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Nếu các bạn thấy hay đừng quên cho một like, một share, nhớ cho một đăng ký và có thêm gì không. Để mình có thể nhận được là những video mới nhất nha. Nếu mà để tối mình sẽ có làm video đó xong 4 và 7 á, kiểu xin mời buổi tối thì nó sẽ dễ xong hơn đó nha mọi người. Bye bye.